Xong vậy xong mình đi. Có vợ con làm gì? Bàn tới là cái... Nè, bà mới nói câu gì á? Bà nói xong mình hả? Ờ. À, bà thích như vậy phải không? Thích tôi chiều. Bây giờ bà đã xài tôi tới mức độ mà không còn cái gì như cái cây héo queo rồi, thì bà ngược đãi tôi là phải rồi. Người ta hơn thua nhau cái đầu đó. Biết tính chút xíu à, cuộc đời khác liền à. Đó, phải không có biết tính, nhát gan, không có lập trường. Bởi cuộc đời đó cứ dậm chân tại chỗ hoài, không có phát triển là vậy đó. Bà nói ai hả? Thì tôi nói vậy đó. Hỏi rồi hỏi cho có thôi, chứ thật sự tôi biết bà đang nói ai mà. Biết hỏi chi? Ừ, cuộc đời tôi vậy, vậy cho nó an toàn. Tối ngủ một giấc tới sáng, không có trằn trọc, không có thở ra, thấy không? Mơ mộng hão huyền, đứng núi này trong núi nọ. Đứng núi này trong núi nọ, nó là không phải là mơ mộng hão huyền, nó là mình phải thông minh. Chi? Để mình để cho ai? Đời mình sống bao lâu mà để cho con, cho cái, để dưỡng già sau này thôi. Tôi vậy cho nó an toàn, thấy không? Già từng tuổi này tự nhiên còn mắc nợ, nửa chừng cái là chết, để cục nợ lại cho con cháu. Cứ, hay ho gì? Cứ nghĩ như ông vậy đó. Nghĩ như ông vậy chắc cả một cái xã hội này chắc ai cũng tối ngày chứ sáng mà giác mắt ra cái bán dài tô bún bò, dài tô hủ tiếu rồi cái sống vậy, cái an nhàn vậy thôi. Không ai giàu hơn ai. Mình phải biết tính toán hơn nhau cái đầu. Trời ơi, bây giờ nè, ông lớn tuổi rồi, tôi cũng lớn tuổi rồi, con càng ngày càng lớn, còn phải để tương lai cho con. Bây giờ nè, tôi nói á, có mớ tiền đây chi để mình mua đất, mình nói đất để cục đây nè, đó. Khi mà đất lên, biết đâu trúng cái bán cái mình lấy, cái mình gom mua đây đó, để mình làm vậy mà nó làm lên sự nghiệp. Để chi? Để dưỡng già. Ông cũng có tuổi rồi, không lẽ ông lái xe hoài, không lẽ tôi bán bún bò hoài. Rồi chừng nào mới giàu lên, chừng tôi không cần nói giàu, tôi nói khá thôi. Sống cuộc sống nó an nhàn chút xíu. Vậy mà cứ nói hoài, cứ cãi hoài, học bàn tới làm ăn á, mà giạt 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 ra. Người ông á còn là con người, ông là con người không có cái ý chí. Con người đó là không có cầu tiến. Sống an nhàn trong cái vỏ ốc vậy thôi à. Thiệt á, tôi lấy ông thiệt, tôi lỡ hết rồi. Làm cái gì cũng phải tính toán nha. Đừng có thấy người ta ăn khoai rồi giác mai đi đào nha. Có ngày à, tôi có nói chuyện với bà nữa đâu. Tôi mệt lắm rồi. Mua đất, bán đất, tính toán gì đó, không có tội nhà. Mà kể từ bây giờ tôi nói thẳng luôn, trong nhà này tôi không muốn bất cứ một thành viên nào mà bàn tới cái chuyện mà mua đất, mua đai, rồi tạo cơ hội, cơ hiếp vậy đó. Tôi không có chấp nhận. Xong vậy xong mình đi. Có vợ con làm gì? Bàn tới là cái... Nè, bà mới nói câu gì? Bà nói xong mình hả? Ờ. À, bà thích như vậy phải không? Thích tôi chiều. Bây giờ bà đã xài tôi tới mức độ mà không còn cái gì như cái cây héo queo rồi, thì bà ngược đãi tôi là phải rồi. Cuộc đời mà, bây giờ tôi mới thấy bà là một người đàn bà dắt chanh bỏ vỏ, cạn tàu ráo máng. Tôi biết như vậy, má tôi có ép tôi cỡ nào tôi cũng không ưng bà đâu. Chửi à, lúc này gan lắm. Hở ra cái chửi, tôi nói không phải ha. Có chồng cũng như không à. Tức dễ sợ luôn á. Riết là cái nhà này nè. Tôi làm bà riết là tôi làm mẹ, là y như tôi làm cha luôn á. Làm cha của hai đứa con vậy đó. Ai hỏi tới hả? Nói ủa sao lúc nào chị cũng thấy mình chị không vậy?